Dạ vâng, em xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên ngày mồng 5 tháng 3 năm 2022 ạ. Vườn lan Như Hòa bên em có các mặt hàng rừng thuần và hàng bắc, hàng nguyên bản cả nhà nhé. Thì ship toàn quốc dưới 3 cân hàng là 35.000 ạ. Trên 3 cân mỗi cân cộng thêm 5.000 cho em nhé mọi người nhé. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng mặt hàng một nhé. Em sẽ vào cái hàng bắp rừng trước ạ. Hàng bắp rừng thì em có kèm tím nụ này, u lồi nụ này, kim việt xuân nụ, đùi gà nụ, kiều xưng nụ nhá, ý ngọc, ngọc thạch này, kiều vàng này, báo hỉ này. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết từng loại một cho mọi người nhá. Đây, đầu tiên em sẽ lên cái hàng hoàng thảo kèn tím nhá. Hoàng thảo kèn tím mặt hoa đây ạ. Em sẽ cho các bác xem từng mặt hoa một. Hoàng thảo kèn tím này, bông màu tím lịm, họng đen rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đây mọi người xem cái khuôn bông cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay em xả với các bác một bó như thế này là nửa cân nhá. Một bó như thế này là nửa cân ạ, nụ chi chít luôn cả nhà ơi. Đây nụ chi chít luôn nhá mọi người nhá, xem cái thân nụ này. Đấy. Một số nụ là to lại to rồi nhá, đấy. Còn lại là nó đang nứt nụ nhá, hầu như là đang nứt nụ như thế này này, thân nào cũng nụ các bác ơi. Toàn thân tơ nhá mọi người nhá. Nửa cân em xả với giá là 250.000 ạ. Đấy, một bó này được nửa cân nhá. Một bó này được nửa cân, 250k nửa cân. Đây, rất là nhiều nụ luôn nha. Nửa cân 250k. Nửa cân 250k nhé. Tiếp theo là hàng hoàng thảo u lồi nhá. Hoàng thảo u lồi mặt hoa đây các bác ơi. Đây ạ, mặt hoa của hoàng thảo u lồi này. Rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. U lồi thì khuân bông của nó cực kỳ to luôn. Cái này là chỉ một cành thôi mà nó đã nở được như thế này rồi ạ. Khuân bông rất là to luôn nhá. Hoàng thảo u lồi em để giá các bác nửa cân là 140.000 nhá. Đây một bó như thế này là được nửa cân ạ. Đấy u lồi nó rất là mập nên là nửa cân nó nhìn nó ít ít thôi. Đây này hàng đang có nụ đây cả nhà ơi. Hàng đang nụ nhá. Đây các mắt nụ nó to ra rồi này. Đấy. Nửa cân em để giá là 140k nhá. Nửa cân là 140k hoàng thảo u lồi ạ. Tiếp theo là kiều vàng nhá. Đây mặt hoa kiều vàng đây ạ. Đấy em sẽ lên chi tiết từng dòng một. Nhiều bác là chưa biết mặt hoa mới chơi, chưa biết mặt hoa thì em cho các bác xem mặt hoa luôn nhá. Đây là mặt hoa của kiều vàng ạ. Kiều vàng nhá. Kiều vàng em để giá các bác là 100.000 một bó ạ. Đây. Kiều vàng em để giá các bác là 100.000 một bó kiều vàng nhá. 100k một bó kiều vàng. Đây là kiều vàng 100.000 nhá. Tiếp theo là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua quên mất không lấy mặt hoa rồi. Cái điện, mặt hoa lại ở cái điện thoại đang quay video. Hoàng thảo môi tua nhá. Hoàng thảo môi tua cái bông của nó là màu vàng. Bông của nó màu vàng, môi tua tua ra nhé, nên gọi là hoàng thảo môi tua. Đấy em để giá các bác một bó như thế này là 90.000 một bó nhá. 90k một bó hoàng thảo môi tua. Kim Điệp Sơn cũng hoa vàng ạ. Kim Điệp Sơn cũng quên không lấy mặt hoa. Kim Điệp Sơn hàng nụ chít chít luôn nhá cả nhà nhá. Hàng nhiều nụ lắm luôn đây này. Thân một vòi nụ, thân hai vòi nụ đây nhá. Đây này. Đây đang nụ. Rất là nhiều luôn. Kim Điệp Sơn đang nhiều nụ nhá cả nhà nhá. Một bó em để giá các bác là 90.000 một bó Kim Điệp Sơn ạ. Đấy, một bó Kim Điệp Sơn em để giá các bác là 90.000 Kim Điệp Sơn. 90k. Tiếp theo là hoàng thảo đùi gà nhá. Hoàng thảo đùi gà lùn ạ. Đấy, mặt hoa của hoàng thảo đùi gà lùn đây các bác ơi. Đùi gà nhá. Đùi gà lùn rất là mập luôn ạ. Cực kỳ mập luôn nhá. Đấy, đây ạ. Đây, mặt hoa đây nhá. Mặt hoa của hoàng thảo đùi gà này. Tím họng đen cho em nhá. Cái này thật có thật chưa nhá, chứ không phải toàn bộ tím họng đen. Đây một bó em để giá các bác là 90.000 thôi. Cái này là bên em không quảng cáo mà em bán hàng trực tiếp trên live. Đây. Khi nào chốt thì bên em chốt luôn ạ. À. Đây nhá, một số đang có nụ nhá, một số thân đang nụ nhá. Hoàng thảo đuôi gà tím nhá. Hoàng thảo đuôi gà tím ạ, 90.000 một bó ạ. 90.000 một bó nhá. 90.000 một bó hoàng thảo đuôi gà tím ạ. Rồi chuyển đến là ngọc thạch ba màu nhá. Ngọc thạch ba màu đây nhá. Ngọc thạch ba màu mặt hoa đây. Đây là mặt hoa. Đây ạ, đây là mặt hoa của ngọc thạch ba màu nhá. Đấy,
mặt hoa ngọc thạch 3 màu. Mặt hoa ngọc thạch 3 màu nhá, em để giá các bác là đây, ngọc thạch 3 màu là 100.000 một bó nhá. Ngọc thạch 3 màu đây nhá, 100.000 một bó. Những cái thân này là thân tơ nhá mọi người nhá. Đây. Thân tơ này. Cái này là toàn là thân tơ đấy, cả có cả thân tơ và thân già, nhưng mà cả thân tơ này là nó xuống lá hết rồi để chuẩn bị vào mùa hoa nhá. Sắp vào mùa hoa rồi ạ, thân tơ nhá. 100.000 một bó nhá. Tiếp theo là năm cánh tràng ý ngọc ạ. Năm cánh tràng ý ngọc mặt hoa đây nhá, hoa rất là đẹp luôn nhá, mặt hoa của năm cánh tràng ý ngọc. Đây em để giá các bác này, một bó này, năm cánh tràng ý ngọc này nó cũng giống như ngọc thạch 3 màu nhá, những cái thân này thân tơ đây này. Đấy, thân tơ nhá. Đấy, bác nào chốt cho em này, có cả thân tơ thân già. Nhưng mà những thân tơ thì rất là nhiều luôn, về các bác thuần là nó sẽ ra hoa ở những cái thân này nhá. Đấy, những cái những cái thân nâu nâu này này. Đấy, còn những cái thân vàng này là thân già. Đấy, bác nào chốt cho em một bó là 100.000 năm cánh tràng ý ngọc đang lên mầm nhá. Đấy. Năm cánh tràng ý ngọc 100k một bó ạ. Đây báo hỉ nhá. Báo hỉ màu hồng nhá, báo hỉ hoa màu hồng, một số đang có nụ nhá. Đây em thấy một số là đang ra nụ này. Đấy nhá. Báo hỉ em để giá các bác nhá, xả 70.000 một bó báo hỉ ạ. 70k một bó báo hỉ nhá, 70.000 một bó báo hỉ ạ. Rồi bây giờ em chuyển sang hàng thuần nhá. Chuyển qua hàng thuần ạ, em lên hàng hoàng nhạn tháng 4 nhá. Hoàng nhạn tháng 4 mặt hoa đây các bác ơi. Hoa hoàng nhạn tháng 4 đây nhá. Đây em để giá các bác một giò như thế này là 140.000 một giò một cây nhá. Cây lá xếp rất là đẹp luôn này, cây lá xếp cực kỳ đẹp luôn. 140.000 một giò hoàng nhạn nhá. Hoàng nhạn 140 ạ, 140 một giò. Giò nào cũng như giò nào nhá. Rồi em chuyển sang hàng dáng hương đuôi cáo nhá. Dáng hương đuôi cáo mặt hoa đây các bác ơi. Đấy. Dáng hương đuôi cáo nhá, hoa rất là đẹp luôn. Em lên một giò nguyên bản đầu tiên này. Một giò dáng hương đuôi cáo hàng nguyên bản nhá, giò này là có 4 cây to. Dáng hương đuôi cáo thì sẽ cho hoa vào tháng 4, tháng 5 nhá, tháng 3, tháng 4, tháng 5 ạ. Đấy. Đấy, bác nào chốt cho em cái giò này là 4 cây to đây này. Ngồng hoa rất là dài năm ngoái nhá. Đấy, bác nào chốt giò này cho em là hình 1 cho em ạ. Hình 1 cho em là 350.000, dáng hương đuôi cáo nhá. Hình 1 350 ạ. Đây một giò nguyên bản tiếp theo. Giò này cho em là một mẹ 4 con nhá. Giò này cho em là một mẹ 4 con là hình 2 ạ. Hình 2 này, cây mẹ rất là to luôn nhá, bản lá to cho em này. Hình 2 cho em là 260.000 ạ. Hình 2 260 nhá. Đây lên hình 3 này. Hình 3 một chậu cáo xếp rụt cho em nhá, 4 cây cáo ạ. 4 cây cáo xếp rụt cho em là hình 3. Hình 3 là 300k nhá, hình 3 là 300k. Hình 4 ạ, hình 4 một chậu cáo xếp. Hả? Chân 8. Đây nhá. Đây nhá, hình 4 ạ. Hình 4 một chậu cáo 3 cây cáo là xếp rất là đẹp luôn nhá, xếp thẳng xếp ngang nhá. 350.000 hình 4 ạ. Hình 5 cho em ạ, hình 5 một chậu cáo tầm chục ngọn. Chục ngọn. Rất là đẹp luôn nhá, một chậu cáo rất là to luôn. Hình 5 cho em là 520.000 hình 5. Hình 5 là 520 ạ. Hình 6 là một giò đai châu rừng thuần ạ. Một giò đai châu rừng thuần nhá, hình 6 cho em này. 4 cây đai châu rất là to luôn nhá, em thuần vào một cục lũa. Hình 6 cho em là 350.000 hình 6 nhá. Hình 6 này là 350.000 ạ. Đây hình 7 cũng là một giò đai châu rừng thuần vào lũa 2 cây ạ. Hình này cho em là 230k, hình 7 230. Hình 8 này một chậu đai châu 3 ngọn nhá, hình 8 là 220 này. Hình 8 220 này. Hình 9 là một giò đùi gà nguyên bản nhá. Hình 9 là một giò đùi gà nguyên bản, một số thân đang nụ ạ. 520.000 nhá, 520.000 cho giò đùi gà nguyên bản này. Một số thân đang có nụ nhá mọi người nhá.
Đây em thấy là một số thân là đang có nụ đây này. Đấy nhá, nụ hoa đây. 520.000 hình 10 ạ. Một giò quý giá nguyên bản nhá. Cái gì? Bố bên phòng khám đây. Hình 11. Hình 11 là một giò quế tháng 4 cho em nhá. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Quế tháng 4 này hay còn gọi là dáng hương tam bảo sắc, 190.000 hình 11 ạ. 190 hình 11 nhá. Hình 12 cũng là một giò tam bảo sắc cho em, là 6 ngọn cho em này. Hình 12 cho em là 200k. 200k hình 12. Hình 13 là một giò phi điệp vàng thuần mắt đen cho em ạ. Hình 13 một giò phi điệp vàng thuần vào cái gốc tổ quạ nhá. Đang lên mầm rất là đẹp luôn đây này. Hình 13 cho em là 150.000 ạ. Hình 14 cũng là một giò tam, à một giò phi điệp vàng 150.000 này. Hình 14 150.000 nhá. 150.000 hình 14 ạ. Hình 15 là một chậu kiều vàng thuần nhá. Một chậu kiều vàng thuần hình 15 cho em là 150.000 hình 15. 150.000 hình 15 nhá. Hình 16 ạ. Hình 16 là một bó, là một bó điện lan mặc xuân cho em, 90.000 nhá. 90.000 một bó điện lan mặc xuân ạ. Đấy, video của em kết thúc ở đây nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0356 ạ. 0356 870 6 nhá. Rồi em chào các bác ạ.